Vừa qua, đồn biên phòng Ia Lốp đã phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện Chư Prong tiến hành kiểm đếm, vẽ sơ đồ hiện trường, điều tra làm rõ vụ bắt quả tang một số đối tượng đang trồng cây cần sa trên địa bàn xã Iam. Theo đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9 năm 2017, trong khi tuần tra, lực lượng bộ đội biên phòng đồn Ia Lốp đã phát hiện tại khu vực rẫy của ông Siêu Đít, sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú tại làng Suối Khôn, xã Iam, huyện Chư Prong, có hai đối tượng đang trồng cây cần sa. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng làm nhiệm vụ, các đối tượng đã bỏ trốn, bỏ lại một chiếc xe máy quay mang biển kiểm soát 47P1-15151 và một máy bơm nước mini. Tại hiện trường phát hiện tổng cộng 135 cây cần sa cao khoảng 20-40cm, trong đó 80 cây đã được trồng, 68 hố đã đào nhưng chưa kịp trồng cây. Qua điều tra, bước đầu phát hiện, một đối tượng tên Dũng, còn gọi là Đức, ở thôn Ba Tri, xã Ia Lốp, huyện Ia Súp, tỉnh Đắk Lắk, và một đối tượng tên Trần Văn Đem, sinh năm 1962, ở cùng thôn với Đức, sang thuê 2.000m2 đất của nhà ông Siêu Đít với giá 5 triệu đồng. Số cây cần sa nói trên được các đối tượng trồng sen trong rẫy trồng mì của ông Siêu Đít từ ngày 10 tháng 9 năm 2017. Hiện vụ việc vẫn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.